Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Cherry bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 714 Happy to easy, chuyên bán cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ Gọi ngay Mango 866 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy 888 -880 quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV ở trước phần quảng cáo Ngọc Lan đang nói đến cái chuyện mà người ta gian lận trong cái việc mà gieo tiền chuyển tiền là lấy ví dụ lại ví dụ như bây giờ anh Trường nói là đăng lên trên Facebook nói rằng là ai có muốn chuyển tiền về Việt Nam thì có thể là trao đổi với tôi qua gieo tức là anh Trường á anh đang muốn À, có người ở Việt Nam muốn chuyển qua cho anh một số tiền nhưng mà nếu mà chuyển như vậy á, thì sẽ mất phí Hoặc là mình ở đây mình muốn chuyển tiền về cho người Việt Nam mà mình chuyển vào trong tài khoản Hay là qua nhiều cách thì mình đều bị mất lệ phí à, Rồi có nhiều khi là chuyển vô đó thì tiền đưa vô là tiền Việt Nam nhưng mà nhiều người không muốn Cho nên ở đây thay vì Ngọc Lan muốn chuyển về bên kia 500 đô la thì giờ đưa cho anh Trường 500 đô la Anh cầm đó, ở Việt Nam có người quen của anh sẽ cầm 500 đô la đó đưa cho thân nhân của Ngọc Lan Cái cách đặt như thế thì bây giờ khi mà anh trường đăng lên như vậy uh, cây xong rồi cây những người mà người ta thành thật ví dụ như người ta có nhu cầu thiệt thì người ta cũng có thể liên lạc nếu như người ta biết người đó là ai để trao đổi nhưng mà có những kẻ gian nó sẽ làm như thế này ví dụ như anh trường là người đăng lên thì Ngọc Lan là người là người scam uh, scammer thì Ngọc Lan lại làm cái việc á Ngọc Lan ví dụ như lại là một cái người buôn bán Ngọc Lan đăng lên ô oh, tôi bán cái máy uh, máy uh, xây tóc này với giá là 400 đô la Ngọc Lan đăng lên như vậy thì có một người khác họ ok cô này bán hàng thì tôi uh, muốn, muốn mua cái máy đó nói ok 400 đô la thì họ sẽ gieo tiền 400 đô la đúng không? Nhưng mà lúc đó Ngọc Lan nói ok gieo tiền cho cái người kia ok. Thì người cái người đó đó thì sẽ gieo tiền qua cho anh Nguyễn Trường. Thì anh Nguyễn Trường cầm tiền đó. Ở tiền đó là nói là của Ngọc Lan. Thì anh Nguyễn Trường mới ok đưa cho thân nhân của Ngọc Lan. Rồi xong rồi sao? Khi mà như vậy đó cái Ngọc Lan cắt facebook thì cái người mà người mua đó người ta chỉ biết là ok lúc đầu thì cái người này bán nhưng mà cái số điện thoại để gieo tiền là cái số kia thì người ta sẽ liên lạc với người kia nói hay tại sao mà tôi đưa tiền rồi mà anh không có gửi hàng cho tôi thì lúc đó anh trường nói ủa tôi đâu có biết gì đâu không biết gì hết mà lúc đó anh nguyễn trường liên lạc lại với ngọc lan thì ngọc lan khóa hết tất cả các cái liên lạc rồi thì đó là một cái hình thức mà bây giờ đang diễn ra à, quý vị ngọc lan nghĩ là quý vị sẽ hình dung được cái mà họ đi như vậy tức là bây giờ một người rao lên là bán hàng họ rao lên bán hàng có những người order hàng thì họ nói ok order xong cái họ cho cái số điện thoại để mà mình nói ok gieo tiền qua bên đó đi khi mà gieo tiền qua đó rồi á thì cái người kia đã nhận tiền rồi cái bên này người này khóa mất cái cái liên lạc của người kia thì người kia nói ủa gieo tiền hoài không thấy được hàng đâu gọi qua cho cái số mà gieo thì người kia cũng chưng hưởng nói ủa tôi chỉ nhận là chuyển tiền giùm tôi đâu có biết cái chuyện mua bán đó là một cái hình thức bây, bây giờ nó đang diễn ra mà không phải là chỉ có chuyện mà để lấy tiền như vậy đâu. Ngay cả có những người á, họ giả bộ họ gieo tiền để mà mua đồ ăn thức uống xong sau đó khóa nói chung là đủ thứ hình thức hết. Cho nên quý vị cần thận trọng trong cái chuyện thứ nhất là nhận lời là bán hàng mà. À, trên online cho những cái nơi mà mình không cần phải mua hàng về người ta chỉ đưa cho mình những cái quảng cáo rồi mình đưa lên rồi sau đó mình nhận tiền của khách hàng mình chuyển qua bên kia rồi mình nhận hoa hồng thì cái đó cũng cẩn thận cái thứ hai là với cái chuyện mà gieo tiền như thế đó phải thật là thận trọng. Với những cái lừa đảo bây giờ nó càng ngày nó càng tinh vi. Một buổi sáng đó mà tôi ngủ dậy mà tôi check những cái email của mình đó là tôi thấy nào là mời mọc rất là nhiều và những cái câu mà người ta mời mọc mình đó nghe nó gọi là rất là cuốn nha quý vị nha. thí dụ như là you are a winner mà mình thấy mình thắng cái gì nè, hay là à, một gói hàng đang chờ giao nhưng mà chúng tôi cần địa chỉ rõ ràng hơn. thí dụ đó là một trong cái nè, rồi à, món hàng quý vị đã mua và đang được vận chuyển tới. là những cái gọi là nghe mình sẽ tò mò ngay và mình mở ra để mình coi coi là như thế nào rồi à, những cái gì mà liên quan tới thông tin của mình mà họ nói rằng là chúng tôi cần thông tin lại của quý vị như là địa chỉ số phone rồi cách liên lạc này kia đó là những cái đó là cái quý vị cần phải để ý thật là kỹ càng trước khi mà mình giao những cái đó cho những cái bên mà hỏi mình à, ngày hôm nay thì cũng có một cái bản tin cũng không phải là lừa gạt nữa mà cái này là mất cấp thôi quý vị tình trạng này xảy ra với tất cả những hệ thống biêu điện của Hoa Kỳ từ đó đến giờ mình cứ nghĩ rằng là biêu điện của Hoa Kỳ là là an toàn lắm là chắc chắn lắm là gửi thơ đi không bao giờ mất hay là vân vân và vân vân thế thì một cái thống kê vừa đây cho thấy rằng là từ năm 2018 cho tới năm 2023 năm 2018 báo cáo chỉ có 60.000 vụ mất thơ mất trộm thơ gói hàng mất check vân vân là 60.000. 60.000 vụ. Đến năm 2023 tăng lên là 250.000 vụ. Những cái vụ mất thơ mất gói hàng, mất biêu kiện rồi mất uh, những cái uh, chi phiếu mà người ta được trả tiền gì vân vân đó, nó nhiều đến như vậy. Mà có một cái ủy ban độc lập người ta điều tra tại sao những cái trường hợp mất đó nó lại xảy ra nhiều ở những cái nơi chung cư ở những cái thùng biêu điện mà chúng ta thấy ở dọc đường á rồi chúng ta thấy những cái thùng mà để, để nhận thơ người ta gửi người ta bỏ vào đó nha rồi những cái xe thơ rồi những cái công ty à, mà có một cái một cái hộp thơ rất là lớn rồi người ta tới người ta bỏ vô mấy cái hộp đó rồi từng cái văn phòng xuống lấy thơ đó thì thường mắc ở đó nhiều thì một cái ủy ban độc lập họ điều tra họ thấy rằng là sau khi kiểm tra 85 cái cơ sở mà gọi là để à, là 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 văn phòng của à, bưu điện đó. Sau khi kiểm tra 85 cơ sở thì hết 76 cơ sở đó cái chìa khóa vạn năng là chìa khóa mở được tất cả những cái thùng thơ đó đã không được gọi là kỹ càng cất giữ. Đó. Họ nói rằng là những nhân viên bưu điện nè, supervisor của những người đó nè, vân vân thì họ phải có một cái cuốn sách và họ có thể là hàng ngày ghi xuống ai lấy chìa khóa đó đi rồi chiều về có cách chìa khóa đó lại hay không rồi chúng ta có khóa cái tủ mà giữ cái chìa khóa đó hay không nữa thì không ai làm hết đó mà họ nói rằng là từ năm 2019 cho tới bây giờ đó nó càng ngày càng nhiều và cái số lượng chìa khóa vạn năng đó đã bị mất đó nó càng ngày càng nhiều luôn mà mà không có báo cáo tức là cái người mà đứng đầu của cái văn phòng mà bưu điện đó đó họ không có báo cáo lên là ờ chìa khóa đó bị mất rồi mà mà làm sao để họ có được cái chìa khóa khác thì cũng không biết nữa nhưng mà chỉ biết rằng là càng ngày thì càng nhiều những cái chìa khóa vạn năng đó là cái thủ phạm để gây ra những cái vụ mất thơ người nào lấy được cái chìa khóa đó có thể là đưa cho người khác người khác tới chỉ cần mở một cái thôi là mở nguyên một cái hộp thơ ra bao nhiêu là hộp thơ trong đó rồi họ lấy mà lấy là lấy số lượng nhiều nha chứ không phải lấy là à, tới từng nhà lấy từng cái thơ như vậy đâu không có họ nhắm vào những cái thùng thơ nhiều thơ và họ có được cái chìa khóa đó gọi là chìa khóa vạn năng đó là universal key đó thì họ có thể mở những cái thùng thơ lớn ra rồi họ lấy thơ ở trong đó và quý vị thấy là 2018 2019 60.000 vụ mất trộm mà tới năm 2023 bây giờ là 250.000 vụ được báo cáo Quý vị chuẩn bị cho mùa hè sắp tới đây đấy bây giờ là mình vào tháng tư rồi sắp đến hè nhiều người người ta bắt đầu mùa mùa này cũng ấm áp người ta đi chơi nhiều người thích đi Florida và đến cái vùng mà ở đó người ta gọi là Everglades để mà đi cái chiếc uh, gọi là cái chiếc tàu hơi á đi trên này cái đầm lầy này để làm gì mục đích là để họ coi cá sấu. Tại phía dưới đó cá sấu nhiều lắm, rồi xong mà khi mà cái chiếc tại vì Ngọc Lan đi ở đây rồi, xong cái cái chiếc tàu này chở người ta chạy băng 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 vô trong, nhất là khi mà đã đi coi cá sấu mà mặc mặc à, dù là ngồi ở trên tàu. Cho nên khi mà nhìn thấy cá sấu á du khách thích lắm giống như vừa sợ mà vừa thích ừ. cho nên nhìn rồi cố gắng chụp hình vân vân rồi khi những cái chiếc tàu hơi này nó chạy vô tuốt ở trong giống như là mở ra một cái 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 rừng ở phía trong như vậy dừng lại thì lại thấy những cái con vật khác ở trên nó đu trên những cái cây cho nên rất là thú vị à, tuy nhiên hôm thứ sáu vừa rồi thì một trong những cái chiếc tàu mà đưa du khách như vậy đó chín người ngồi trên đó đã bị lật xuống ngay cái chỗ mà thấy cá sấu oh. tức là nói rằng cái người cái ông mà điều khiển tàu đó khi mà nói là thấy cá sấu cho nên ông giống như là muốn bẻ gắt qua để cho khách được nhìn thấy rõ hơn nhưng mà không ngờ cái cú mà gặt tay lái gắt quá như vậy đó thì nguyên cái chiếc tàu này nó ụp xuống luôn kể cả người người lái tàu cũng ụp xuống khiến người ta rất là sợ may mắn là những người này được vớt lên mà không có bị cá sấu nó táp chỉ có một người bị thương thôi ừ. nhưng mà cái người lái tàu này bị bắt với lý do không có giấy phép lái tàu oh. thế nên khi mà quý vị đi du lịch đến đến florida mà đến cái chỗ này đến đây quý vị sẽ thấy nhiều lắm cứ ngồi cứ mua vé xong rồi cứ chờ đủ cái số lượng người là bao nhiêu đó thì người ta sẽ chất lên những chiếc tàu to hay nhỏ để mà chở mình đi một vòng À, khá là thú vị nhưng mà cũng à, hơi nguy hiểm, nhất là lúc mà gặp cá sấu thì nhiều người người ta sẽ hoảng hoặc là à, nó nhiều cái người ta sợ nữa nhưng mà chiếc này ụp xuống luôn. À, cái quan trọng đó là cái, à, cái, cái nguy hiểm của mình nếu như người chủ tàu không có giấy phép. Xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại.